Kính chào bà con, đây là các thành phần thuốc mà Thế chia sẻ với bà con để mà trị tất cả các loại bệnh trên miệng cạo kéo của cây cao su, như là loét sọc miệng cạo, bị nấm miệng cạo, hay là bị nứt vỏ, xì mủ, bị khô miệng, bị mủ nứt đỏ, đứt đoạn, bị chớm khô miệng đó bà con. Còn nếu mà nó khô mà nó đứt hẳn tiếng mủ, khô hẳn luôn thì mình dùng Agro 2 cộng với Adrigol 620 mình xử lý, còn nó mới chớm khô thì mình sử dụng cái này. Thì này có thể sử dụng trên miệng kéo, da tái sinh cũng như da nguyên sinh, và cũng có thể áp dụng luôn cho miệng đục. Thì thành phần của nó thì gồm như đây là chai Nutri Actri nè, rồi chai Adrigol 620. Trước màn ảnh thì bà con thấy chai này là chai Nutri Actri ha. Mình dùng cái này là dinh dưỡng Tây Ban Nha. Nó gồm 13 loại axit amin và các amino acid tự do. Và cái chai Adrigol 620 đây, đó, bên tay phải. Còn cái này là cái gói Antonis kích thích sinh trưởng, làm mềm vỏ cạo, làm tươi miệng cạo. Ura 1 hỗ trợ ra mủ, siêu mủ và tăng độ. Còn này là 8 tác động tứ quý. Cái này là GA3, cũng là thuốc kích thích sinh trưởng. Nó cũng giống như là Antonis vậy đó bà con. Antonis thì nó dạng nước, còn GA3 thì nó dạng viên, mình ngâm mình bỏ vô là nó tan ra. Đó thì nó gồm những cái thành phần như vậy: Nutri Actri 2 chung rượu, Adrigol 620 2 chung rượu, và một hũ Ura 1, một gói, hai gói Antonis, và nửa hũ 8 tác động. Ở đây nó còn thiếu là cái gói Ridomin Gold á, là bà con sử dụng nửa gói nữa, cộng với là một chén nước sạch, một chén nước sạch nha bà con, dưới là cái hũ dinh dưỡng nữa là Adilai AA. Đó là toàn bộ nguyên một bài thuốc về những hình ảnh các loại thuốc cũng như là công thức pha để thể chia sẻ cho bà con. Thì trong video này nó còn thiếu cái chai Adrilai AA và cái bịch Ridomin Gold nữa thôi là nó đủ. Như vậy Thế nhắc lại, để trị tất cả các bệnh như là nứt vỏ, xì mủ, cũng như là khô, chớm khô miệng kéo da tái sinh hoặc kéo nguyên sinh, cũng như là cũng có thể áp dụng trên miệng đục luôn. Rồi trị như là bị nấm miệng cạo nè, rồi bị loét sọc miệng cạo, bị mủ, bị đứt đoạn á, hai bên hai đầu miệng tiền miệng hậu thì có mà chính giữa không, hoặc chính giữa có mà hai bên đầu miệng tiền miệng hậu không có, hoặc nửa nửa trên có mủ, nửa dưới của miệng thì không có, hoặc nửa dưới có, nửa trên không. Thì cái bài thuốc này là nó trị tất cả các bệnh đó, cũng như là nó cũng giúp cho nếu bà con muốn có sản lượng mà muốn giữ được độ bền cũng như giữ độ thì bà con sử dụng bài thuốc này, cũng như là nó cũng giúp cho thông miệng cạo. Đó là các công dụng nằm trong một bài thuốc mà Thế chia sẻ cho bà con. Cái Adrigol 620 nó còn giúp làm liền cái da cạo á bà con. Nó cũng tác dụng nó giống giống như là Vaseline mỡ bò vậy đó bà con. Và vừa trị bệnh nè, vừa có thể kích thích để mà tăng sản lượng mủ, lấy mủ, mà vừa giữ độ và vừa thông miệng cạo luôn. Còn nếu bà con muốn sử dụng cho cây thanh lý, tức là mình thanh lý một thời gian để mà mình cưa, mình bán gỗ á, thì mình thêm là nửa những cái thành phần đó, xong rồi mình thêm là nửa xị thuốc trắng, hai viên vitamin C, hai viên sủi vitamin C đó bà con. Và cộng với hai chung rượu nữa, hai chung chung rượu trắng á nha. Tùy theo bà con muốn, rồi thêm một hũ 10 chấm của viện nghiên cứu cao su á, 10 chấm mà 10 chấm xanh á. Thì tùy theo bà con thanh lý kéo dài, hay là bà con thanh lý theo cái thời gian ngắn, thì bà con cho thuốc trắng nhiều hay ít. Theo Thế thì bà con cho nửa xị thuốc trắng, một hũ 10 chấm
vào cái thành phần nãy giờ hơi chia sẻ, và hai viên sủi, hai viên vitamin C sủi á, rồi mình trộn đều các hỗn hợp đó trên, rồi khoảng chừng 2 dao 3 dao là mình bôi lần ha. Đó là dùng cho cây hành lý, còn mà dùng cho dưỡng và vừa có mũ vừa vũ độ, hoặc là hông miệng cạo, hoặc là để trị bệnh á, thì mình bỏ những cái thành phần sau này thế mới thêm vô, những cái thành phần sau này thế mới thêm vô là dùng cho cây hành lý hả bà con. Rồi thế cũng chia sẻ hết cái video, cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và